Em chào cả nhà yêu Lan nhé. Phiên hôm nay là phiên buổi trưa ngày 6 tháng 4 năm 2023. Như đã giới thiệu thì em vừa đổ bộ thêm một lô hàng rất là đẹp của dòng đen đô nắng. Đây anh chị ơi, nhìn này, hôm qua hàng mới vẫn còn thưa thớt, hôm nay thì hàng đã ngập tràn hết rồi. Và rất là nhiều những màu sắc khác nhau trong cái lô đen đô ngày hôm nay. Và cũng nhiều cây đang nhú nụ. Và số điện thoại và cái số Zalo để anh chị kết nối đặt hàng là 0393 998895 hoặc 0966 121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Lộc Hải Dương. Và ngày hôm nay thì video này thì em sẽ cập nhật cho anh chị video về Dendro. Còn tất cả những dòng hàng khác như là Lan Cát Lai Gia, các dòng Đai Châu, các dòng thân thòng khác thì em sẽ dành video clip khác để giới thiệu anh chị nhé. Còn Dendro ngày hôm nay thì em sẽ ưu tiên ở trong video clip này. Và giá tất cả các loại Dendro chỉ có 60.000 đồng một chậu thôi ạ. Nó tùy theo từng loại nhé, có cây cao cây thấp, nó tùy theo từng dòng. Và 60.000 đồng một chậu, anh chị mua 7 chậu đã được bao ship rồi. Và ngày hôm nay thì anh chị mua, cố gắng mua 10 chậu, em sẽ tặng thêm cho anh chị một chậu bất kỳ. Và cái này thì anh chị được tự chọn cây nhá. Đấy, 60.000 đồng mà anh chị có một chậu Dendro với độ bền hoa chơi được 3 tháng và hoa nở quanh năm. Không có cái loại nào có thể bền hơn được so với Dendro đâu ạ. Và bây giờ em sẽ lần lượt điểm qua từng loại mặt hàng. Tất cả mặt hoa thì em đã đính kèm ở trên màn hình rồi. Anh chị chọn cây và chọn mặt hoa cho em nhé. Anh chị nào mới chơi thì anh chị cứ bỏ là shop chọn cho 10 cây 10 loại, em sẽ tự chọn cho anh chị. Và em sẽ ghi tên cho anh chị vào thành bầu ấy nhé. Sau đây thì em xin điểm qua tất cả những loại Dendro ngày hôm nay ạ. Tím lavender, cái dòng tím lavender nổi tiếng vô cùng là sai bông. Anh chị ơi, cái bông hoa nó đang chuẩn bị nở ra này. Hoa nó đẹp lắm anh chị ạ. Đấy, cái dòng này hoa mới nở, khi nào nở căng thì nó cánh nó rất là bay, cánh bầu tròn đẹp. Lô này thì cũng khá là nhiều cây đang nhú nụ và còn đâu đó thì nó đang đứng ngọn nha anh chị nhá. Và một chậu tím lavender như thế này em bán với giá là 60.000 đồng một chậu thôi ạ. 60.000 đồng một chậu lavender. Đấy ạ. Tình trạng cây này đang nhú nụ hết rồi. Có cái nụ cao, có cái nụ thấp. Bà liễu xưa hoa thơm. Lô bà liễu ngày hôm nay nhá, cây rất là cao. Đấy, lô hôm trước thì đã hết rồi mà lô hôm nay thì cây rất là cao. À tuy nhiên thì cũng có những cái cây lùn lùn như thế này. Cây lùn lùn như này thì bụi nó rất là lùm nhiều thân. Và lô này thì cũng có một số cây đang nhú nụ. Cái mặt hoa của bà liễu thì khi mới nở hoa nó hơi xanh xanh nhá. Phải khi nào nở căng thì hoa nó sẽ chuyển sang màu trắng tinh. Và lúc đấy thì hoa rất là thơm. Bà liễu này em bán 60.000 đồng một chậu ạ. Pink Biên Hòa. Pink Biên Hòa thì lô đợt này cũng khá là nhiều cây đang nhú nụ. Hôm nay thì em lấy thêm cái lô pink bởi vì nhiều anh chị hỏi là cái dòng pink có về hay không. Pink Biên Hòa này thì hoa của nó bông cũng to, bông cũng dài, đẹp. Giá 60.000 đồng một chậu pink Biên Hòa. Banana hoa thơm, dòng Dendro Banana. Cái dòng banana này thì cây khá là mập, cây cao to. Hiện tại thì một số cây đang nhú nụ hoa. Và banana hoa màu vàng rất là đẹp, tươi tắn. Giá 60.000 đồng một chậu. Tôm 01 ạ. Cái mã tôm 01 thì hoa của nó là màu tím đậm. Cái này là mẫu mã của bên vườn, người ta đặt tên cho nó nhé. Còn cái mặt hoa thì anh chị có thể tham khảo trên màn hình. Cái dòng này bông hoa nó khá là độc, một màu tím và cái khuôn bông của nó, cánh của nó rất là lạ luôn. Em lấy cái loại này để anh chị sưu tầm mặt hoa. Giá là 60.000 đồng một chậu tôm 01 nhé. Mã này mã tôm 01. Dendro vàng lưỡi đỏ. Đây vẫn là một trong những dòng hàng top chạy bán nhất của nhà em. Nên là anh chị thấy không, so với tất cả các khu hàng thì cái vàng lưỡi đỏ luôn luôn là về số lượng nhiều. Tình trạng cây này, cây mập ú luôn. Và thứ nhất là cây tơ, toàn bộ là cây tơ, đang đứng ngọn và chuẩn bị cho hoa. Dòng vàng lưỡi đỏ này thì hoa thơm. Hôm nay thì vàng lưỡi đỏ nhà em là hàng thuần than anh chị nhá. Cây đẹp lắm ạ, lô lần này cực kỳ là chất lượng. 60.000 đồng một chậu vàng lưỡi đỏ. Thỏ trắng xưa là một dòng thỏ và bông hoa rất là xinh, hoa thơm. Cái thỏ trắng nhà em hôm nay cái lô này cao, cao nhất trong tất cả những cái lô mà em từng nhập. Đây, bình thường cây chỉ thấp như thế này thôi. Năm đợt này lấy lô cao chưa? Và giá em cũng bán là 60.000 nhá. Lô thỏ trắng này đang có nụ hoa đấy ạ. Dendro Uragwan. Uragwan là một trong những dòng dendro cây tơ và rất là mướt, rất là đẹp, cánh bay rất là đẹp luôn. Anh chị thấy này, cái ngồng hoa của nó một số cây đang nhú rồi và có cả những cái cây tơ đang chuẩn bị hơi nhú nhú ngồng. Và Uragwan lần này cây của nó mập mướt mát lắm anh chị ạ, rất là đẹp luôn. 60.000 đồng một chậu. Tiguai hoa thơm, dòng này thì vòi vừa dài vừa thơm nhá, càng trồng lâu thì cây càng khủng luôn. Cái Tiguai này cây mướt lắm ạ. 60.000 đồng một chậu Tiguai. Đỏ phượng hoàng, cái bông đỏ phượng hoàng này là vô cùng sai hoa, sai bông anh chị nhá, mà hoa nó thơm. Đấy ạ, đây là cái bông bói này, có duy nhất một cây này thì nở hoa, còn tất cả những cây này là hàng lá nha anh chị nhá. Em thì em chuyên lấy hàng lá, chỉ lấy một bông về để cho anh chị làm mẫu thôi. Và cái đỏ phượng hoàng này lá cũng là lá mít tròn tròn, em bán 60k. Dendro vàng tia, hoa của nó là màu vàng lưỡi đỏ với họng của nó là đốm tia màu đỏ đỏ đấy ạ. Cây vàng tia đây, đứng ngọn chuẩn bị cho hoa và cây của nó này mập lắm anh chị ạ.
Đây, những cái năm trước anh chị mua vàng tia thì thân nó chỉ bé như thế này thôi. Đây anh chị nhìn những ngồng hoa năm ngoái chưa? Ba ngồng hoa đấy ạ. Và năm nay này, cây vàng tia mập ơi là mập. Cây lớn rất là nhiều đấy ạ. Những cái thân năm nhất này, đây là cây năm 2 rồi. Em bán 60.000 đồng một chậu vàng tia. Bò blue nhá. Bò blue thì nó thiên về màu tím. Và cho anh chị xem là cái mặt hoa của nó rất là bay, lá tròn, mít và cây rất là cao. Những cái lô năm ngoái anh chị mua bò blue đó chỉ cao bằng cái thân này này. Đây là những cây hoa năm nay, năm ngoái này. Năm nay anh chị thấy chưa? Thân nó phải cao gấp đôi. Và hôm nay bò blue đẹp chất lượng lắm, 60.000 thôi. Lô hoa hồng, hoa hồng thì nó đây là hoa hồng đỏ nhá, bởi vì có cả sóng hoa hồng blue. Hoa của nó nở thì nó như bông hoa màu hồng, hoa hồng luôn. Đấy, hoa này hoa nở bói à, em sẽ cho anh chị xem mặt hoa của nó rất là đẹp. Hoa hồng đỏ. Và tình trạng cây đây, cây rất là mướt, rất là đẹp. Em bán 60.000 đồng một chậu dendro hoa hồng đỏ. W76. Để mà nói mà trong cái dòng mà size bông thì cái W76 này còn được đi thi triển lãm hoa lan ạ. Anh chị ơi, cái dòng này hoa nó size lắm. Cái bông hoa màu tím hồng rất là đẹp và hoa rất là xinh. Em bán một chậu W76 này với giá là 60.000. Dendro hồng lai hồ điệp, thân mập rất là đẹp. Đây, Tết năm ngoái nó nở hoa ở thân này này. Đấy, đợt vừa năm ngoái này. Và năm nay cây của nó lại còn cao hơn. Và một số cây đang nhú nụ hoa. Cái bông hồng lai hồ điệp thì rất là to, bông xinh, 60.000. Dendro tím lai hồ điệp lại về thêm anh chị này. Phải nói là cái tím này em bán rất là hút hàng nha anh chị nhá. Bông hoa khi nở hoa của nó màu tím lịm. Đây, bông hoa của nó đang chuẩn bị nở này. Và bông của nó khuôn bông rất là to, tím nhung nhá. Bông hoa tím nhung, màu ánh nhung. Loại này đang nhú nụ, thậm chí là có cây chuẩn bị nở hoa này. Một số cây thì cũng đang đứng ngọn. Em bán 60.000 đồng một chậu. Cái tím lai hồ điệp này là hàng thuần, thuần than ạ. Đa răng xưa. Đa răng xưa này là chậu phi 12 nhá. Phi 12 thì là cây to. Em còn có cả lô đa răng phi 18 cơ. Nhưng mà phi 18 thì cây nó sẽ cao hơn. Nhưng mà nó sẽ là cây cắt ngồng Tết vừa rồi. Thì hàng phi 12 này em vẫn bán là 60.000. Đa răng thì nó rất là nổi tiếng trong giới dendro, bởi vì nó hay được đi thi triển lãm hoa lan mà người ta hay biết đến á. Nhưng giống này thì nó cũng hơi hiếm. Một số vườn người ta không có hàng đâu. Cái vườn này em chỉ thấy duy nhất vườn này người ta xuất cái chậu phi 12 thôi. Còn đa phần đa răng là người ta lên tác phẩm hết. Em bán 60.000 một chậu đa răng xưa. Kinh hổ mang anh chị thấy chưa? Kinh hổ mang nó cao to hẳn hơn so với tất cả các dòng khác chị ạ. Cây kinh này anh chị mà làm tác phẩm thì chậu nó phải lại thành một cái chậu khủng luôn. Cây của nó đây, đang chuẩn bị nhú nụ hoa này. Cây rất là to mập, 60.000 đồng một chậu kinh hổ mang. Nô nắng 4N hoa bông rất là to ạ. Dòng này thì siêng bông, đang đứng ngọn, cây mập khỏe, 60.000 một chậu nắng 4N. An Ba Đài Loan, khuôn bông của An Ba Đài Loan thì khuôn nó to hơn là so với An Ba xưa. Còn dòng này với cả dòng An Ba xưa đều thuộc những cái dòng mà rất là siêng bông. Anh chị nhìn hộ em này, cây của An Ba Đài này nó rất là mập luôn, rất là to, rất là khỏe. Cây của nó chuẩn bị đang nhú nụ. Đây, An Ba Đài Loan này, đẹp chưa? Và một cây đẹp như thế này em bán có 60.000 thôi ạ. An Ba Đài Loan. An Ba xưa lại về thêm. Lô An Ba xưa hôm trước thì em thấy là các khách hàng thì đều đặt rất là nhiều, gần như là từ 3 chậu trở lên. Bởi vì riêng An Ba này anh chị ghép cho em làm kiểu tác phẩm đấy ạ. Càng ghép kiểu tác phẩm thì hoa của nó càng dày càng sai. Hàng này em bán 60.000. Lô An Ba cũng rất là cao to. Dendro hoán long đỏ cánh xoắn ạ. Đây ạ, cái lô hoán long ngày hôm nay anh chị ơi, thấy chưa? Mướt mượt mượt chưa? Đẹp chưa? Đứng ngọn rồi, chuẩn bị nhú nụ hoa rồi. Và cái hoa màu đỏ xoắn này thì rất là xinh, 60.000. Hoán long đỏ. Dendro kinh 5. Kinh 5 là một dòng dendro hoa tím đậm. Và cái mặt hoa thì rất là độc đáo nhé. Dòng kinh 5 này nó ra muộn hơn, nhưng mà hoa của nó thì nó lại đẹp hơn rất là nhiều. Em bán 60.000 đồng một chậu kinh 5. Đây, hôm nay cây của nó rất là cao, rất là to luôn. Kinh 5. Thiên lan, một trong những dòng hàng hoa thơm. Và tình trạng cây thì đang đứng ngọn, một số cây thì đang nhú nụ. Và thiên lan, cây nó lùn lùn thôi, nhưng mà riêng mà hoa đã nở ấy, thì vòi lại rất là dài. 60.000 đồng một chậu thiên lan. Dendro thỏ vàng anh chị nhá. Thỏ vàng, lô thỏ vàng lần này đang nhú nụ hoa. Đẹp chưa anh chị ơi? Cái thỏ vàng này thì bông tai thỏ rất là xinh, mà loại này thì siêng bông. 60.000 đồng một chậu thỏ vàng. Dendro Lycat đại mỹ nhân, một trong những dòng hàng dendro Lycat bông to mà hàng sưu tầm mặt hoa nhá. Cây Lycat đại mỹ nhân, anh chị nhìn hộ em tình trạng cây này. Ở dòng này thì cây lá của nó thì nó sẽ không được đẹp mã như những dòng khác, nhưng mà hoa của nó vòi thì rất là dài, bông lại rất là to. 60.000 đồng một chậu Lycat mỹ nhân. Dendro Tommy lại về thêm này. Tommy hàng thuần than và Tommy thì rất là mập. Dòng Tommy hoa đỏ này là dòng hoa thơm nhá. Dòng Tommy đỏ này là hàng hoa thơm. Em bán một cây mướt này là 60.000. Dendro móng rồng rất là đẹp nhỉ anh chị nhỉ.
vừa đẹp vừa mướt, thân vừa mập. Đây là móng rồng tầm này nó đang đứng ngọn để chuẩn bị sưng nụ hoa rồi. Và cái móng rồng vàng này hoa của nó rất là thơm, siêng hoa. Rất là nhiều những ưu điểm nổi bật của cây móng rồng vàng này. 60.000 đồng một chậu. Sinh Caron ạ, à, cái dòng Sinh Caron này thì đây, tình trạng cây anh chị ơi. Dòng cây tơ mướt và cây khá là cao nhá. Dòng Sinh thì hoa cánh xoắn rất là đẹp. Em bán một chậu Sinh Caron tím đậm cánh xoắn với giá là 60.000. Dendro tím sao biển ạ, à, cái tím sao biển thân nó vừa mập mà cái ngồng hoa của nó cũng rất là mập luôn. Đấy, một số cây nhú nụ rất là cao, một số cây thì đang đứng ngọn chuẩn bị cho hoa rồi. Và cái tím sao biển này thân nó nhìn thân lá thôi rất là phê rồi ạ. À, em bán 60.000 đồng một chậu, loại này thì siêng bông lắm ạ. À, Dendro King 3 nhá, King 3 này thì hoa của nó màu xoắn đẹp. Dòng King 3 hôm nay thì em không có về chậu size nhỏ đâu, em chỉ về chậu size to thôi. Đây ạ, à, hàng chậu size này size phim 18 nhá, chậu size phim 16 thì đợt này không có. Ở cây thì rất là to đẹp. Và King 3 một chậu như thế này em bán làm 150.000 đồng một chậu nhá, 150 một chậu King 3. Còn bên đây là bò tím này, cái bò tím đợt này cũng về chậu phi 18 này. Đây là bò tím này. Cả nhà ơi, cái bò tím phi 18 chậu thuần than đẹp lắm. Cây tơ mướt, loại này cũng 150 nhá, bò tím cánh xoắn. Và đây là Pensoda xưa, Pensoda xưa cũng vừa về thêm một lô. Dòng pen này thì hoa của nó ngồng cao đẹp, pen này. Pensoda hôm nay cũng để 150 nhá. Hôm nay tất cả những dòng phim 18, nếu bình thường anh chị mua với giá là 180, hôm nay em để cho anh chị giá 150 hết. Và cuối cùng là bà liễu xưa, bà liễu xưa hoa thơm. Đây, vòi dài, đây cũng là phim 18, phim 18 chậu này thì cây cao hơn, to đẹp, nhiều thân. Bà liễu hôm nay em cũng để cho anh chị là 150.000. Đấy, 150. Hôm nay sẽ bán ưu đãi cho anh chị tất cả những dòng này, 150.000 đồng một chậu ạ. Trên đây là toàn thể những sản phẩm Dendro nắng ngày hôm nay nhà em có nhé. Anh chị có nhu cầu đặt mặt hàng nào thì comment trực tiếp vào số điện thoại hoặc là nhắn tin qua Zalo nhé. Sau đây thì em xin phép kết thúc clip và nhận đơn hàng các bác ạ.